Xin chào bạn, trên tay của mình là con Hypergo của hãng MZXRC. Con này có mã là 16207. Mấy ngày trước mình đã từng review ở trên tay nhanh và hôm nay mình đã có bài review chi tiết về con này. Khen chơi có đủ. Về mức giá con này á, anh em có thể truy cập vào linh kiện RC để tham khảo thông tin cũng như giá bán chi tiết. Mình sẽ cho các bạn link để trong phần mô tả video ha. Có một số cái ưu điểm mà mình có thể liệt kê nhanh cho các bạn và mình nghĩ đây cũng sẽ là ưu điểm chính của con xe này. Thứ nhất là phần thiết kế đẹp. Thứ hai là về mặt option cũng như cấu hình ở phía trong đầy đủ, không thiếu một cái gì hết. Ngay cả phụ kiện đó là một cái chống bốc đầu thì họ cũng đã trang bị cho các bạn rồi, không cần phải mua thêm, thì điều này quá tuyệt vời rồi ha. Cái ưu điểm thứ ba đó là về giá con này, nó rẻ hơn khoảng 500 ngàn so với cái dòng VKL Stoy. Hiện tại mình đang có con VKL Stoy không chổi thang với mức giá được bán là tầm khoảng 2,5 triệu, thì con này có mức giá mình tham khảo trên linh kiện RC là 1,950 triệu. Giá này có thể là sẽ mắc hơn bên Shopee, nhưng được cái là đảm bảo về chất lượng và độ uy tín nha. Anh em nào mua thì mình để liên kết trong phần mô tả video. Vài phần ưu điểm tiếp theo đó là phần độ bền. Con này thì không được trang bị quá nhiều về nhôm, nhưng nhựa của nó thì cực kỳ chắc chắn nha. Chắc chắn lắm, nhựa này rất là ok. Nên cũng có thể cho con xe này là một con xe nồi đồng cối đá. Bởi vì nếu các bạn xem những video review thì con này được review một cách rất là mạnh bạo, chạy nhảy bay các kiểu thì cũng chưa sao. Nên mình chạy nhảy thì có sao hay không thì cũng chưa biết, nhưng nói chung là thấy cũng bền đó. Và đó là những cái ưu điểm nổi bật nhất trên con xe này. Ưu điểm là thế nhưng nhược điểm của nó cũng rất là nhiều. Đầu tiên là phải nói đến là phần phụ kiện. Đây là con xe của hãng MZXRC, một hãng làm máy bay. Và con này, mẫu này cũng là mẫu mới ra, cho nên là phụ kiện thay thế cho nó là gần như là tìm rất là khó luôn. Mình đã thử tìm kiếm trên trang Shopee với cái từ khóa là Hypergo hoặc là Hyper hoặc là MZXRC thì nó ra xe chứ không ra linh kiện thay thế cũng như là nâng cấp. Nói về phần nâng cấp thì đây là một con xe không dành cho những bạn nào thích nâng cấp hoặc là thích tốc độ. Con xe này thì nó chỉ có thể là như vậy thôi. Bởi vì nhà sản xuất đã thiết kế và tối ưu toàn bộ linh kiện trên con xe này, nó khớp đến từng cm một luôn. Nên các bạn muốn thay thế một cái gì trên con xe này thì khá là khó, ngoại trừ cái RX của nó. Động cơ của nó sử dụng 2845, nhỏ hơn rất nhiều so với động cơ 3660 hoặc 3650. Nên là anh em có ý định nâng cấp con này thì bỏ đi nha. Con này thì nó sẽ phù hợp cho những bạn nào thích một con xe mua về để chơi thôi, không quan tâm đến việc nâng cấp hay là quá ít đồ nghề. Con này mua về chơi là ok. Và thêm một cái nhược điểm chí mạng ở con xe này, đó chính là phần TXRX của nó. Giống như con VKL Stoy 144010, nó có độ trễ. Như các bạn đã thấy, mình hiện tại đang có một cái thí nghiệm trên con xe này, đó là về cái phần vô lăng lái này. Mình sẽ đánh cái phần vô lăng lái, thì khi mà đánh qua trái qua phải thì nó luôn có một cái độ trễ nhất định. Khi đánh sang phải thì không sao nha, ít nha. Còn khi mà mình đánh sang trái thì độ trễ nó nhiều hơn rất nhiều. Cái việc này nó sẽ ảnh hưởng rất rất nhiều trong cái trải nghiệm chơi của các bạn. Lái mà không phản hồi liền thì làm sao chúng ta có thể kịp thời xử lý những cái tình huống khi các bạn đang chạy. Cái việc này nó cũng diễn ra trên cái kênh ga luôn. Kênh ga nó vẫn có một cái độ delay nhất định, nhưng về phần ga thì cũng không có quá quan trọng so với phần lái. Nên là trong cái clip test đầu tiên mình sử dụng TXRX của nó chạy trên đường đất thì nó chạy như con lăng quăng luôn, cực kỳ khó điều khiển. Nó không phải do cái body con này nhỏ đâu, mà là do cái tay điều khiển con này. Và cái tình trạng này nó cũng xuất hiện trên con VKL Stoy 144010 mình đã từng chơi. Nhưng khi chúng ta thay thế cho nó một cái tay TXRX khác thì cái chuyện này nó sẽ được khắc phục hoàn toàn. Thay TXRX khác thì lên thì nó sẽ cho một cảm giác lái nó khác hơn ha. Xe lanh và rất nhanh luôn. Rất đầm nha. Cực kỳ dễ kiểm soát khi chúng ta thay TXRX nha. Cái cảm giác lái của mình nó cực kỳ tốt khi mà mình đã thay một cái bộ TXRX khác. Cái bộ TXRX zin của nó chạy rất là chán, giống như là con VKL Stoy 144010 ấy.
nó cũng bị delay ở phần lái và cái phần gao luôn, nên là cảm giác lái nó không tốt. Khi mà anh em đã thay vô rồi thì con body này rất là đẹp, chạy siêu lanh luôn á. Anh em ạ, chính xác luôn. Rồi, vấn đề cũng là ở nằm cái bánh này. Khi mà thay cái bánh này vô thì các bạn nên chạy kỹ hơn một tí, thay vì chạy ẩu nha. Chạy ẩu thì xe này sẽ khó lái, chạy kỹ một tí là ok. Khi mà anh em thay lớp này vô mà chạy ẩu là nó dễ lật lắm. Khi mà chúng ta chạy ẩu thì con này nó sẽ khó kiểm soát lắm, nên là đã khi thay cái bánh kia vô, bánh này vô, bánh dai vô ấy, thì nên chạy kỹ một tí. Lúc nãy là mình thay cái bánh khác vô ấy, thì mình chạy thoải mái anh em ạ. Cái trọng tâm bánh nhỏ, cái trọng tâm nó dồn xuống phía dưới, các bạn chạy ẩu thoải mái, nó không sợ bị lật. Hết pin rồi. Một điều hay ở con EC này đó chính là khi mà pin các bạn nó xuống ở biển áp bao nhiêu á thì các bạn sẽ không thể điều khiển được nữa, đánh lái được thôi nhưng mà không sẽ lên, không lên ga được. Bây giờ thì mình sẽ thay thế cục pin mới và thay luôn cái bánh mới để xem mà tốc độ con này sẽ đạt được là bao nhiêu ha. Và tốc độ thực tế là được 63 km/h. Ngon ha, chạy đường đất thì được 50 thôi, chạy đường nhựa anh em được 63. Stop. 53. Bánh nó sẽ ảnh hưởng với tốc độ nữa nha. Bánh này thì khó lái nhưng mà tốc độ nó sẽ cao so với bánh trắng. Rồi, video độ thì mình sẽ làm trong video tiếp theo nha. Anh em nhớ đón xem trên kênh. Tạm biệt các bạn.